Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau 2 ngày xét xử, theo như dự kiến 14 giờ chiều 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tuyên mức án dành cho bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, vợ chồng trùm mua bán hóa đơn VAT Trương Xuân Đức và 10 đồng phạm. Các bị cáo bị xét xử về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong phiên tòa sáng 11 tháng 4, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt ông Đỗ Hữu Ca 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức bị đề nghị tổng hợp hình phạt từ 9 đến 10 năm tù. Vợ của Đức là Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đề nghị mức án 4,5 đến 6 năm tù về tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ. Ở nhóm tội nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 6,5 đến 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Dương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải và mức án 4,5 đến 5,5 năm tù đối với Đỗ Thanh Hoài, cán bộ dưới quyền của Dương. Các bị cáo còn lại, người cao nhất bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù, nhiều người bị đề nghị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 3 tỷ đồng. Trong phiên xét hỏi 2 ngày vừa qua, vợ chồng Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh và các bị cáo khác đều thừa nhận các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, trốn thuế mà cáo trạng đã truy tố là đúng người đúng tội. Chỉ có ông Đỗ Hữu Ca phủ nhận việc cầm 35 tỷ đồng để chạy án cho Trương Xuân Đức. Tuy nhiên, đến phiên tòa sáng 11 tháng 4, ông Ca bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi phạm tội, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội. Ông Ca cho biết rằng ông đã suy nghĩ rất nhiều về những câu hỏi của hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát. Ông thấy nhận thức của mình chưa rõ. Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, do ông Ca đã thay đổi lời khai và nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và nhận tội, cùng với nhiều tình tiết giảm nhẹ đã được nêu trong cáo trạng. Trong đó có việc, thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận được rất nhiều đơn của cơ quan, đơn vị, tổ chức xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca. Do vậy, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nói lời sau cùng, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho biết bản thân rất đau khổ và hối hận, gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành công an và thành phố Hải Phòng. Ông nói bản thân thấy rất đáng tiếc vì bị lụy tình mà phạm tội, để cuối đời lại vướng vào vụ án này, phải mang tấm thân già vào trại giam. Ngoài việc xin hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án cho bản thân, bị cáo Ca cũng xin giảm án cho Trương Xuân Đức, người mà bị cáo coi như em trai vì hoàn cảnh gia đình Đức hiện tại rất khó khăn. Trong khi đó, hai vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức cũng xin giảm nhẹ tội cho bị cáo Ca. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Đức, cho rằng sự việc này là do mình chủ động nhờ và ông Ca giúp đỡ. Giờ hậu quả thế này là điều không ai mong muốn. Bị cáo Ngọc Anh mong muốn hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ca và các bị cáo khác. Mới đây, một số người thân của sản phụ TNG đã đến trước khu vực Bệnh viện Thu Cúc, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ với biểu ngữ yêu cầu bệnh viện trả lại con. Trước đó, ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh về trường hợp tử vong thai nhi của sản phụ TNG khi đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Thông tin nói trên đã khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, Bệnh viện Thu Cúc khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại bệnh viện. Liên quan đến vụ việc trên, bà NTH, mẹ sản phụ D, cho biết sau khi vào Bệnh viện Sản phụ Trung ương thì bác sĩ kết luận thai nhi bị dây rốn thắt nút và gửi lời chia buồn đến gia đình. Theo lời kể của anh TA, chồng sản phụ D, thì khi đi khám ở tuần 37-38, bác sĩ có siêu âm và kết luận nước ối giảm và dây rốn quấn cổ. Vợ tôi có hỏi là có vấn đề gì không và đề nghị bổ cấp cứu luôn. Nhưng bệnh viện chỉ giữ lại một đêm để theo dõi và hôm sau ngày 16 tháng 3 thì cho vợ tôi xuất viện vì tình hình sức khỏe đã ổn định. 3 ngày sau, hai vợ chồng có quay lại bệnh viện để khám lại thì mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 3, lần khám cuối cùng thì bác sĩ thông báo thai nhi đã mất tim thai. Vợ tôi có đề nghị được mổ cấp cứu luôn nhưng bác sĩ đề nghị chuyển viện. Chồng sản phụ D cho biết, buổi sáng ngày 27 tháng 3, trước khi vào Bệnh viện Thu Cúc siêu âm lần cuối thì thai nhi vẫn đạp, sản phụ D cũng vẫn sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện gì bất thường. Theo chia sẻ của người thân, sau khi mất con, tâm lý và sức khỏe của sản phụ D chưa được ổn định. Vợ tôi tâm lý chưa được ổn định sau cú sốc mất con. Từ hôm xảy ra sự việc, Bệnh viện Thu Cúc cũng chưa hề đến nhà thăm hỏi. Những buổi làm việc tại bệnh viện trước đó đều là do gia đình đề nghị. anh TA cho biết. Liên quan đến sự việc nói trên, sáng ngày 11 tháng 4, bà NTH, mẹ sản phụ D, cùng một số người thân đã có mặt tại Bệnh viện Thu Cúc và yêu cầu được làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Theo chia sẻ của bà H, thì trước đó bà đã đến đây làm việc 3 lần, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả và cũng chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng. Bà H chia sẻ, bệnh viện trao đổi khi mai táng cho cháu xong thì sẽ nói chuyện tình cảm với gia đình, nhưng đến giờ đã chối bỏ trách nhiệm. Tôi đã đến đây làm việc 3 lần, nhưng bệnh viện không có một lời giải thích thỏa đáng. Tôi sẽ làm việc này cho đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu tôi. Sự việc ồn ào và số lượng người dân đông mang theo băng rôn tập trung ở phía trước Bệnh viện Thu Cúc tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường và khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Trưa ngày 11 tháng 4, một lãnh đạo công an quận Tây Hồ cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về việc một số người tập trung trước khu vực Bệnh viện Thu Cúc, Thụy Khê, đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời mời những người này về trụ sở làm việc để ổn định an ninh trật tự. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Minh, sinh năm 1986, cựu thiếu tá thuộc Trung đoàn 937 về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, ngày 28 tháng 6 năm 2022, ông Minh lái ô tô 7 chỗ chở nhiều người trong gia đình, trong đó có bà Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ ông Minh, và ông Phạm Văn Võ, chồng dì ruột của ông Minh. Đi trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã tông vào xe máy của em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, đang đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông chạy cùng chiều. Nữ sinh bị hất văng vào trụ điện tử vong. Khi xuống xe kiểm tra, ông Minh thấy nữ sinh bị thương liền đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sợ ảnh hưởng xấu tới bản thân, đơn vị, ông Minh nhờ ông Võ nhận giúp là người lái xe. Làm việc với cơ quan công an, ông Võ nhận là người lái ô tô gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vợ chồng Hằng và ông Võ khai báo gian dối, ông Minh mới là người lái xe gây tai nạn. Cụ thể, cơ quan chức năng làm rõ, ông Minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng để xảy ra va chạm với xe máy của cháu Hoàng Anh khiến nạn nhân tử vong. Vào tháng 12 năm 2023, Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã đưa vụ án ra xét xử. Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Minh mức án 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 254 triệu đồng. Trong vụ án này, ngày 13 tháng 7 năm 2022, Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm gửi thông báo cho gia đình nạn nhân cho biết kết quả kiểm tra nồng độ cồn của HHA là 0,79 mg trên 100 mg máu. Kết quả này khiến người thân của nạn nhân vô cùng bức xúc. Sau khi bản án được tuyên, bị cáo Minh có đơn kháng cáo, trong đó có nội dung xin giảm án và xin hưởng án treo. Đại diện của bị hại cũng có đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, chưa mang tính răn đe, bên cạnh đó mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Minh có đơn trình bày xin được thỏa thuận dân sự, hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn, đồng thời tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận. Bị cáo Minh bày tỏ sự ăn năn hối hận, thừa nhận lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do bản thân bất cẩn, thiếu quan sát. Bị cáo nhiều lần cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Phía đại diện gia đình bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Minh, tăng số tiền bồi thường. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử xét thấy tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ nào mới, do đó không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm hình phạt cho bị cáo. Mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên giữ nguyên mức hình phạt là 14 tháng tù. Đồng thời, hội đồng xét xử tuyên bác nội dung kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại, sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm, tăng mức bồi thường cho phía bị hại với số tiền hơn 306 triệu đồng. Đối với kháng cáo của đại diện bị hại, đề nghị xem xét lại quyết định đình chỉ vụ án khai báo gian dối với bị can Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ Minh, và Phạm Văn Võ, chú Minh, cho rằng việc này dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho biết về nội dung này, Viện Kiểm sát Quân chủng Phòng không Không quân khu vực 2 không truy tố nên cấp phúc thẩm không xem xét. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt chung là tử hình. Theo hội đồng xét xử, trước khi hợp nhất, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thu mua cổ phần của ba ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tính Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất, khi Ngân hàng Nhà nước cho phép hợp nhất ba ngân hàng, lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng. Tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB, nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng, nên bị cáo Lan có quyền chi phối quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, bị cáo Lan đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ cho mục đích của mình. Do đó, tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Cạnh đó, do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, nên đối với hành vi của các bị cáo sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, chuỗi hành vi phạm tội của các bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu của tội tham ô tài sản, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về hai tội danh là đúng quy định của pháp luật. Theo đánh giá, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi nên phải xử lý nghiêm. Bản án nhận định, hành vi của bị cáo không chỉ phạm đến quyền quản lý tài sản của các cá nhân tổ chức, mà còn đẩy SCB vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, xói mòn niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án.